Thì với câu hỏi đầu tiên thì không biết là anh em ngồi ở đây thì sau khoảng thời gian qua thì anh đã thấy những người anh em của mình đã lớn khôn hay là phát triển như thế nào rồi ạ? Lần đầu tiên thì Ban Rốt xin gửi lời chào tất cả các chị, các bạn nhà nhỏ ở trong khán phòng. Xin chào mọi người. Có bạn nào bên anh Ban Rốt không? Bên anh Ban Rốt không? Hậu to anh Ban Rốt nào, anh Ban Rốt. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm xúc của Ban Rốt thì thực sự là lúc ngồi ở phía dưới còn rất là nhỏ, thậm chí là các bạn mới bắt đầu với các kênh của mình thôi. Và bây giờ khi mà các bạn thành công vượt bậc, phải nói là choáng ngợp ngày hôm nay với sự cổ vũ tuyệt vời của bạn nhỏ và mọi người trong khán phòng, cũng như là cái nỗ lực thể hiện rõ ràng của Vịt và những người nghe, là anh là xúc động và cảm thấy là rất là tự hào, tuyệt vời. Vâng, em cũng xin được phép gửi lời cảm ơn đến các anh các chị trong nhà tài trợ, báo chí, cùng các anh các chị ở khách mời ngày hôm nay, cùng các bạn bè đồng nghiệp đã đến chung vui đến với em ngày hôm nay, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến người đàn anh Virus, anh Hoàng. Trong thời gian Hero Team hình thành và phát triển, anh Hoàng đã giúp đỡ cho Hero Team rất nhiều công việc để có thể có được ngày hôm nay. Nên là hôm nay em thay mặt team xin được gửi lời cảm ơn đến anh rất nhiều. Vâng, rất tuyệt vời. Thank you.
nào ạ? Cảm giác của mình rất là mệt các bạn ơi. Rất là nhiều năng lượng đến từ hai cô này của chúng ta. Vậy thì thêm một câu hỏi nữa là mình thấy vũ đạo là cả hai bạn về nhóm của mình nhảy với nhau rất là đều. Thì không biết là các bạn có gặp phải khó khăn gì trong cái quá trình luyện tập không? Vậy cái khó khăn lớn nhất đó chính là gì ta? Tụi mình được tập nhảy với mấy bạn dancer chỉ là chắc là được 2-3 lần thôi. 2-3 lần thôi nên nghĩ nó rất là khó. Và tụi mình phải về nhà tập thêm, đêm tập, sáng tập, chiều tập, lúc nào rảnh là tụi mình sẽ tập. Nên là mình khó khăn nhất là về thời gian tập. Đây sẽ là một tiết mục gọi là ảo thuật. Nè, bạn không cười đang chụp đồ dành cho các bạn. Các bạn có hào hứng không ạ? Ai có xem ảo thuật không ạ? Ai không xem ạ? Đây có chụp mình xem nào. Ồ, thấy rất là nhiều điểm khác đến phía sau nha. Vâng, và sau đây thì xin mời các bạn. Người xuống phố là Trang, không cần nữa. Hy vọng là các bạn sẽ thông cảm và bỏ qua cho Phong nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Yêu thích.